Ngày 14 tháng 2, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, đội vừa phát hiện xử phạt một lái xe dương tính với ma túy. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 2, tại km số 68, cộng 700, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, hướng từ Thái Nguyên đi Hà Nội, tổ công tác thuộc đội 4 đã kiểm tra xe ô tô biển số 20A-343XX do lái xe TVN, sinh năm 1995, trú tại thành phố Thái Nguyên điều khiển. Qua kiểm tra bằng phương pháp test nhanh, tổ công tác phát hiện lái xe dương tính với chất ma túy. Đấu tranh tại chỗ, nam lái xe khai nhận vào tối ngày 9 tháng 2 có đi dự sinh nhật bạn và sử dụng ma túy tổng hợp cùng rượu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định. Theo quy định tại Nghị định số 100/2019 Nghị định Chính phủ, đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Chỉ huy đội 4 cho biết, cùng trong ngày 13 tháng 2, các tổ công tác, đơn vị đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên. Đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên, nếu như trước đây, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021 Nghị định Chính phủ, lái xe sẽ bị xử lý từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Hôm qua test vẫn còn một bệnh đậm, phải hơn một mò.